phân phối cao và tổ chức lâu đài. Xin thưa đại diện tôn giáo bạn, xin thưa đại diện các hội thánh, xin thưa đại diện quý thân thích thánh tịnh, xin thưa quý đạo tâm nam nữ, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng để lời chào mừng toàn thể quý vị, lời chào trân trọng và kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay rằm tháng hai Đinh Dậu, lễ kỷ niệm sinh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ, trùng dụng đại hội đồng thường niên cơ quan phổ thông giáo lý và quyết định công nhận tư cách pháp nhân của cơ quan phổ thông giáo lý nhiệm kỳ 4 2016-2021. Quý vị đã dành ngày giờ quý báu đến dự lễ hôm nay là một khích lệ lớn lao cho cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc lễ sáng đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ và hội đồng thường niên cơ quan. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm được an lạc, rất là thành trân trọng cảm ơn đạo trưởng Đạt Trí, Địa Vi Linh Đạo, cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo. Kính thưa quý vị, sau đây là phần thuyết đạo. Đức Thái Thượng Đạo Tổ, một trong ba vị Tam Giáo Đạo Tổ, đã từng nhiều kiếp giáng đàn đem đạo để giáo hóa quần sanh. Tương truyền Đức Lão Tử cũng là một kiếp giáng sanh của ngài trong nhị kỳ phổ độ, và ngày nay trong tam kỳ phổ độ ngài đã từng nhiều lần giáng đàn để trọng trách giáo huấn tâm pháp khuyến tu giải thoát. Vậy tiểu sử của ngài, công đức của ngài và các học thuyết của ngài như thế nào? Trân trọng kính mời xin quý vị hãy cùng tìm hiểu qua phần trình bày của đạo huynh Thiện Chí với đề tài Đức Thái Thượng Đạo Tổ và đạo đức tiên gia. Sau đây trân trọng kính mời đạo huynh Thiện Chí đến diễn đàn. Giáo đạo tổ, công đức vô biên trong đại đạo tam kỳ phổ độ. Tôi được vinh hạnh giới thiệu cùng quý vị đề tài Đức Thái Thượng Đạo Tổ và đạo đức tiên gia. Trước hết, xin cho phép tôi lược qua tiểu sử của Đức Lão Tử là một kiếp giáng sanh của Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Thưa quý vị, Đức Lão Tử tức là Thái Thượng Lão Quân, họ Lý, tên là Nhĩ, tự là Bá Dương, hiệu là Lão Đan, là một vị tư tưởng gia nổi tiếng vào những năm cuối thời Đại Xuân Thu. Trong đạo giáo,